cũng chưa có thoải mái hết với đúng cái giọng của mình. Nếu như mà bạn này mà hát đúng cái bài mà bạn ấy mang đến với chương trình thì còn cỡ nào nữa. Mời cô bé này sẽ hát cho chúng ta nghe, có thể là một đoạn thôi cũng được, cái bài mà bé đã mang đến đây với chương trình nha. Mời. Con tên gì? Dạ con tên là Tuyết Minh, năm nay con 14 tuổi. 14 tuổi. Anh ơi, làm gì có một con bé nào mà tự tin để đứng như thế này trước ngần ấy những anh chị nổi tiếng. Cái khí chất của nó làm cho mình không thể tin nó hát dở được. Và bây giờ thì còn chần chờ gì nữa. Đến đây và